Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Thanh Thảo Show hàng tuần do Thanh Thảo biên soạn và trình bày. Thưa quý vị, hạnh phúc thường được các tâm lý gia và các nhà xã hội học cho là một mục tiêu khó đạt được vì tùy thuộc rất nhiều vào quan niệm của con người. Tuy vậy, một yếu tố để mưu cầu hạnh phúc chúng ta ai cũng có thể kiểm soát được là vấn đề cân bằng tài chính cá nhân hay gia đình. Theo nhiều chuyên gia xã hội và tâm lý do hàng đầu dẫn đến ly dị tại Mỹ là tiền và quản lý tiền trong gia đình. Với tỷ lệ từ 50% cho đến 60% các cuộc hôn nhân sẽ kết thúc bằng ly dị, thiết nghĩ tìm biện pháp quản lý và cân bằng tài chính là một đề tài hữu ích trong đời sống nhằm cứu vãn hôn nhân hoặc tìm sự an bình cá nhân. Mời quý vị hãy cùng với Thanh Thảo, một chuyên gia tài chính và đầu tư, tìm hiểu về những biện pháp này trong chương trình Quân Bình Ngân Sách để tìm hạnh phúc trên đài Vietface TV. Như thường lệ, chương trình hôm nay gồm những tin tức kinh tế toàn cầu và tin liên quan đến giới tiêu thụ. Chương trình này cũng gửi đến quý vị vài phương cách giữ cân bằng ngân sách. Nào, chúng ta hãy bắt đầu. Trong phần tin kinh tế thế giới, bản tin đầu tiên là Liên Hợp Quốc bỏ phiếu về lệnh ngưng bắn giữa Israel và Hamas. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bỏ phiếu sáng thứ Sáu về nghị quyết của Hoa Kỳ về giải Gaza. Nghị quyết này kêu gọi ngưng bắn ngay lập tức và lâu dài cùng với việc thả tất cả các con tin còn lại. Trong quá khứ, Hoa Kỳ đã phủ quyết nhiều nghị quyết kêu gọi ngưng bắn. Nhưng hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã xác định rằng Israel có quyền tự vệ. Tuy vậy, việc bảo vệ thường dân và cung cấp viện trợ nhân đạo cho họ cũng cần phải được chú trọng. Ngay cả khi nghị quyết được thông qua thì Israel và Hamas vẫn còn phải đưa ra các điều khoản ngưng bắn của riêng mình và những cuộc đàm phán chi tiết đó hiện nay đang diễn ra. Các giám đốc tình báo của CIA và Mossad là William Burns và David Barnes đến Qatar hôm thứ Sáu với hy vọng là đạt được một thỏa thuận đình chiến khó khăn giữa Israel và Hamas. Phát biểu tại Ai Cập, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết vẫn còn nhiều việc khó khăn phải làm, nhưng ông tiếp tục tin rằng điều đó có thể xảy ra. Tuy nhiên, nếu cuộc đàm phán về con tin tại Doha thất bại, thì chính quyền Biden sẽ phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một nhà ngoại giao châu Âu tại Liên Hợp Quốc cho biết việc nhấn mạnh vào lệnh ngưng bắn ngay lập tức và nhóm chữ hướng tới mục tiêu đó cho thấy sự thay đổi đáng kể trong quan điểm của Hoa Kỳ. Sự thay đổi trong cách diễn đạt này đã diễn ra khi các nhà lãnh đạo châu Âu gặp nhau tại Brussels để thảo luận về lời kêu gọi chung của Liên Âu về lệnh ngưng bắn. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên Âu là ông Joseph Borrell cho biết việc không nhận được viện trợ ngay lập tức và đầy đủ cho Gaza là một thất bại của nhân loại và lên án việc Israel đã miễn cưỡng cấp quyền tiếp cận toàn bộ đường bộ cho một đoàn xe vận tải đang phải chờ đưa viện trợ nhân đạo ở biên giới vào Gaza. Và vào cuối ngày thứ Sáu, thưa quý vị, thì kết quả cho thấy Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã phủ quyết không thông qua nghị quyết yêu cầu ngưng bắn ngay lập tức. Và tất cả những chuyện sắp tới sẽ còn phải chờ thời gian kế tiếp. Nhưng hai nước đưa quyền phủ quyết ra là nước Nga và Trung Quốc, vì họ là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bao gồm 5 thành viên. Kế đến là bản tin về lạm phát của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 67%, là mức cao nhất trong 2 thập niên. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, tỷ lệ lạm phát hàng năm đã tăng lên trên 67% trong tháng 2 vừa qua, tăng từ mức 64% trong tháng giêng. Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ cho biết rằng lạm phát cao là do những ảnh hưởng tạm thời. Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã suy yếu 6% trong năm nay, dẫn đến giá thực phẩm, khách sạn và giáo dục đều tăng. Lạm phát hàng năm dự kiến sẽ giảm xuống dưới 43% vào cuối năm 2024. Những mái vòm kiểu Ottoman của khu chợ lớn ở Istanbul là một lời nhắc nhở hữu ích rằng các đế chế trỗi dậy và sụp đổ. Nhưng khi nói đến giá trị của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ, thì gần đây nó chỉ có giảm xuống mà thôi. Trong một con hẻm thiếu ánh sáng của khu chợ, những người buôn bán trao đổi mua bán ngoại tệ và vàng cho cửa hàng của họ, phản ứng với những biến động giá cả nhỏ nhất. Ngày nay, vàng và đô la Mỹ đang có nhu cầu cao, còn đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ thì không có nhu cầu. Nhưng thành phố cổ này chưa bao giờ mất niềm tin vào một loại tiền tệ đã tồn tại qua nhiều thời đại. Vàng, tiền xu, thỏi và thậm chí cả những con chip nhỏ 1 gram. Vào tháng giêng, để giúp cho những người Thổ Nhĩ Kỳ nghèo nhất đối phó với nạn lạm phát, chính phủ đã tăng gấp đôi mức lương tối thiểu so với một năm trước, ngay trước cuộc bầu cử địa phương sắp tới. Tuy vậy, một số nhà kinh tế tin rằng hành động này chỉ làm lạm phát trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Argentina báo cáo số trường hợp bệnh sốt xuất huyết gia tăng. Theo bản tin mới nhất của Bộ Y tế công bố ngày 15 tháng 3, ít nhất có 79 người đã thiệt mạng vì sốt xuất huyết tại Argentina kể từ tháng 8 của năm 2023. So với cùng thời kỳ năm ngoái, số ca mắc bệnh đã tăng 86% trong 10 tuần lễ đầu năm 2024. Sốt xuất huyết do mũi Andes aegypti truyền bệnh.
phát triển mạnh trong môi trường ấm áp, ẩm ướt xung quanh nhà. Giới hữu trách đã khuyến cáo loại bỏ nước đọng để ngăn cản muỗi sinh sản. Theo Tổ chức Y tế Liên Mỹ Châu, viết tắt là PAHO, tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết toàn cầu đã tăng đáng kể, trong đó châu Mỹ chiếm vào khoảng 80% số trường hợp bệnh. Sự gia tăng bệnh sốt xuất huyết tại Argentina có ý nghĩa trong khu vực. Brazil cũng đã chứng kiến mức tăng vượt qua tổng số của năm 2023 trong 3 tháng đầu của năm 2024. Tổ chức Y tế PAHO báo cáo năm 2023 là năm cao điểm về số người mắc bệnh sốt xuất huyết trong khu vực. 11 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm Argentina, Brazil và Mexico báo cáo số ca bệnh gia tăng vào đầu năm 2024. Các nhà chức trách đã nhấn mạnh cần phải chăm sóc y tế ngay lập tức khi bị sốt cao trên 38 độ C với các triệu chứng như nhức đầu, đau mắt, đau cơ, đau khớp, nôn, mệt mỏi, nổi mẩn da, ngứa hoặc là chảy máu nướu và chảy máu mũi. Hoa Kỳ thử hỏa tiễn siêu thanh gửi tín hiệu tới Trung Quốc. Lực lượng không quân Hoa Kỳ lần đầu tiên đã thử nghiệm hỏa tiễn hành trình siêu thanh ở Thái Bình Dương. Lực lượng không quân cho biết, một máy bay ném bom B-52 bay ra khỏi căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam đã bắn một hỏa tiễn siêu thanh nguyên mẫu hoàn chỉnh, hoạt động vào ngày 17 tháng 3. Vũ khí bao gồm một động cơ đẩy hỏa tiễn và phương tiện lướt siêu thanh mang đầu đạn thông thường. Nó nhắm mục đích tấn công các mục tiêu trên đất liền có giá trị cao, nhạy cảm về thời gian. Các máy bay siêu thanh di chuyển với tốc độ nhanh hơn 4.000 dặm một giờ, khiến cho chúng khó bị khám phá và ngăn chặn kịp thời. Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc thử nghiệm trước đó ngoài đất liền. Nhưng điều này nhằm gửi một thông điệp rõ ràng tới Bắc Kinh, rằng Washington vẫn kiên định với lập trường bảo vệ an ninh trong toàn khu vực Thái Bình Dương. CEO của công ty Apple đến Trung Quốc hy vọng tăng thị phần cho sản phẩm Apple. CEO của công ty Apple là ông Tim Cook đã đến tìm cách tăng thị phần tại Trung Quốc trong bối cảnh doanh số iPhone chậm lại. Ông Tim Cook đã đến Thượng Hải nhân lễ khai trương một cửa tiệm khổng lồ mới vào ngày thứ Năm, khi nhà sản xuất iPhone tiến sâu hơn vào thị trường quốc tế lớn nhất của mình. Theo báo cáo của truyền thông nhà nước Trung Quốc, cửa hàng mới trị giá 11.6 triệu Mỹ Kim nằm ở quận trung tâm Tĩnh An của Thượng Hải, được đặt tên của một ngôi đền lịch sử, là cửa hàng lớn nhất ở Trung Quốc và lớn thứ nhì trên toàn cầu, chỉ sau cửa hàng ở đại lộ Fifth Avenue của New York ở Hoa Kỳ. Non hào Thượng Hải là lời ông Cook đã viết trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Tư, có nghĩa là xin chào theo tiếng Thượng Hải. Ông tiếp, tôi luôn rất vui khi được trở lại thành phố đáng chú ý này. Tại Thượng Hải, trung tâm tài chính của Trung Hoa Đại Lục, Apple hiện có 8 cửa hàng, là số lượng lớn nhất so với bất cứ thành phố nào tại Trung Quốc. Apple hiện nay có 47 cửa hàng tại 24 thành phố trên khắp Trung Hoa Đại Lục. Sự bổ sung mới này được đưa ra chỉ khi mà Apple cố gắng chống lại các đối thủ cạnh tranh và phục hồi doanh số trong một thị trường đầy thách thức với những trở ngại ngày càng gia tăng, từ suy thoái kinh tế cho đến căng thẳng địa chính trị và tinh thần dân tộc chủ nghĩa cũng gia tăng. Chiang Mai ở Thái Lan được xếp hạng là thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới. Sương mù dày đặc bao phủ thành phố Chiang Mai ở Thái Lan. Vào những ngày đẹp trời, địa điểm này thường là nơi dừng chân để chụp hình nổi tiếng. Nhưng sương mù một lần nữa đã che khuất tầm nhìn. Có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên vì Chiang Mai được xếp hạng là một trong những thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới, theo IQ Air, một trang web theo dõi phẩm chất không khí. Nhưng khói bụi không chỉ che mờ không gian mà còn có hại cho sức khỏe. IQ Air cho biết mức độ chất gây ô nhiễm gây ung thư trong không khí ở Chiang Mai cao hơn 20 lần so với hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, và mọi người đang bị bệnh vì tình trạng này. Một bản báo cáo của chính phủ Thái Lan cho biết hơn 10 triệu người cần điều trị các căn bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí vào năm ngoái, trong đó nhiều người đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân. Ở miền Bắc của Thái Lan, mức độ ô nhiễm cao thường xảy ra trong những tháng đầu năm, khi nông dân đốt cây để dọn ruộng. Nhưng năm nay, chính phủ Thái Lan cho biết họ đang thực hiện các bước để hạn chế vấn đề này. Dự thảo cho một đạo luật không khí sạch đang được tiến hành, và Thủ tướng Thái Lan cho biết ông sẽ áp đặt các quy định về đốt cây, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Khói bụi cũng ảnh hưởng đến thủ đô Bangkok của Thái Lan, là một trong những nhóm trẻ em dễ bị tổn thương nhất ở nước này. Và nhiều trường học công lập ở Bangkok không có máy lọc không khí hoặc là hệ thống lọc. Vì vậy, học sinh vẫn có thể tiếp xúc với không khí độc hại, ngay cả ở trong lớp học. Hầu hết trẻ em đều bị dị ứng, nhiều trường hợp bị lâu dài. Một số không thực sự hồi phục. Có những chương trình thí điểm lắp đặt các máy điều hòa không khí và lọc không khí ở một số trường công lập, và máy có thể tạo ra các lớp học lành mạnh hơn và mang lại những thay đổi tích cực cho thanh thiếu niên. Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất lần đầu tiên sau 17 năm. Ngân hàng Nhật Bản đã tăng lãi suất lần đầu tiên sau 17 năm. Hồi năm 2016, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã bắt đầu chính sách lãi suất âm số.
trong nỗ lực khởi động nền kinh tế đang gặp khó khăn của đất nước này. Tuy nhiên, với tình trạng lạm phát hiện đang ở mức ổn định và tiền lương ngày càng tăng, các nhà hoạch định chính sách Nhật đã quyết định thực hiện thay đổi. Đây là một sự thay đổi chính sách quan trọng cho người tiêu dùng, nhà đầu tư lẫn thị trường tài chính thế giới, thấy rằng Nhật Bản cho rằng nền kinh tế của mình cuối cùng đã chuyển hướng. Thông tin cơ bản về lý do tại sao Nhật Bản cuối cùng đã chấm dứt chính sách lãi suất âm là do hai thành phần chính. Đầu tiên, Nhật Bản đã thấy có tỷ lệ lạm phát, và thứ nhì là tiền lương cuối cùng cũng tăng lên. Hiện tại, tỷ lệ lạm phát ở Nhật Bản đang dao động ở mức khoảng 2% đối với giá tiêu dùng cơ bản, bao gồm mọi thứ trừ thực phẩm và nhiên liệu. Lạm phát 2% là con số kỳ diệu, chứng tỏ nền kinh tế đang vững mạnh và phát triển đúng hướng. Đây là một sự kiện mang tính lịch sử đối với Nhật Bản, là đất nước đã trải qua nhiều năm giảm phát. Về tiền lương tăng, hôm thứ Sáu vừa qua, Rengo là liên đoàn lao động lớn nhất Nhật Bản, bao gồm các công ty lớn nhất, đã đồng ý tăng lương thêm 5.28%, là mức tăng lương lớn nhất trong 33 năm. Điều này cũng mang tính lịch sử đối với người lao động Nhật Bản ở nước này, bởi vì họ chưa thấy mức lương của mình tăng nhiều như vậy so với Hoa Kỳ, Anh Quốc, Đức Quốc và các nước trong nhóm kinh tế OECD khác. Các nhà lãnh đạo Quốc hội Hoa Kỳ đã chính thức công bố một thỏa thuận hôm thứ Ba 19 tháng 3 để giữ cho phần còn lại của chính phủ được tài trợ trong suốt năm tài chính. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết các ủy ban Hạ viện và Thượng viện đã bắt đầu soạn thảo văn bản của dự luật. Văn bản được công bố và được toàn thể Hạ viện và Thượng viện xem xét để biểu quyết ngay. Quốc hội có thời gian cho đến cuối ngày thứ Sáu tuần này để thông qua thỏa thuận. Nguồn tài trợ cho Bộ An ninh nội địa từng là trở ngại lớn trong các cuộc đàm phán, nhưng nay những khác biệt đảng phái đã được giải tỏa. Nguồn tài trợ hết hạn vào sáng thứ Bảy đối với các bộ, ngoại giao, quốc phòng, an ninh nội địa, lao động, y tế và dịch vụ nhân sinh, cũng như một loạt các cơ quan khác. 5 dự luật tài trợ khác đã được giải quyết một cách hiệu quả cuối tuần trước. Chỉ có dự luật an ninh nội địa gây chia rẽ sâu sắc mà Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ không thể giải quyết vào lúc đó. Thỏa thuận bao gồm dự luật tài trợ chọn năm của Bộ Nội an chứ không phải là một khoản tạm thời như các nhà đàm phán trước đây đã đề nghị. Tổng thống Biden đã công bố sau khi Hạ viện và Thượng viện hoàn thiện một ngân sách và biểu quyết thì ông sẽ ký ban hành ngay lập tức. Và vào cuối ngày thứ Sáu thì Hạ viện đã thông qua dự luật này, chờ Thượng viện cũng như chờ Tổng thống ban hành. Quỹ Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất nhưng báo hiệu sẽ cắt giảm trong năm nay. Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày hôm thứ Tư với quyết định giữ nguyên lãi suất khi Ngân hàng Trung ương tiếp tục cuộc chiến gay gắt chống lạm phát. Nhưng đoạn kết của thời kỳ giá cả cao hơn và lãi suất cao hơn cuối cùng có thể đã gần kề. Giữa những tháng liên tiếp có các bản báo cáo về dữ liệu lạm phát nóng hơn dự kiến, Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ thông báo vào thứ Tư rằng họ sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất cơ bản. Ông Jerome Powell, Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cho biết lạm phát đã giảm đáng kể trong khi thị trường lao động vẫn mạnh, và đó là tin rất tốt. Nhưng lạm phát vẫn quá cao, tiến trình giảm lạm phát hiện nay vẫn chưa được bảo đảm và con đường phía trước không chắc chắn. Với lãi suất đang ở mức cao nhất trong 23 năm qua, sự nhẹ nhõm về lãi suất giảm mà nhiều người theo dõi thị trường và người tiêu dùng đã hy vọng sau cuộc họp chính sách này vẫn chưa xảy ra. Nhưng may thay, cuộc suy thoái kinh tế không còn là điều mà nhiều người lo sợ nữa. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ kiện công ty Apple trong một vụ án mang tính bước ngoặt. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và hơn một chục tiểu bang đã đệ đơn kiện chống độc quyền chống lại công ty Apple hôm thứ Năm, ngày 21 tháng 3. Bộ Tư pháp tuyên bố Apple sử dụng các chiến thuật phản cạnh tranh như chặn đứng ứng dụng mới và làm giảm cách hiển thị tin nhắn Android trên iPhone để duy trì sự độc quyền trên thị trường điện thoại thông minh. Vụ kiện chống độc quyền đã chống lại công ty Apple mà Bộ Tư pháp so sánh với vụ kiện lịch sử chống lại công ty Microsoft vào thập niên 1990 và sự phá vỡ thế độc quyền của dầu Standard Oil vào năm 1911. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ là ông Merrick Garland nói rằng trọng tâm của vụ án này rất đơn giản. Chúng tôi cáo buộc Apple đã củng cố quyền lực độc quyền của mình, không phải bằng cách làm cho sản phẩm của mình tốt hơn, mà bằng cách làm cho các sản phẩm khác tệ hơn. Bộ Tư pháp cáo buộc Apple không khuyến khích người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm, không phải do công ty Apple sản xuất. Ông Jonathan Cantor là trợ lý Bộ trưởng Tư pháp của Bộ phận chống độc quyền đã nói rằng, chúng tôi đưa ra trường hợp này để bảo đảm Apple cạnh tranh bằng cách đổi mới, thay vì áp đặt các quy tắc và nguồn cấp dữ liệu ngăn cản những người khác cũng đổi mới và cạnh tranh. Công ty Apple phủ nhận các cáo buộc của vụ kiện và trong một tuyên bố cho biết vụ kiện này có thể tạo ra một tiền lệ nguy hiểm và cản trở khả năng tạo ra công nghệ hấp dẫn và thân thiện với người tiêu dùng. Tổng thống Biden công bố khoản đầu tư 8.5 tỷ Mỹ Kim vào ngành chip bán dẫn tại Arizona. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiết lộ khoản đầu tư 8 tỷ rưỡi Mỹ Kim vào ngành sản xuất chip bán dẫn tại Arizona hôm thứ Tư. Thông báo tại một công trường xây dựng ở Chandler được xây dựng bởi ngân sách trong đạo luật chip điện tử và khoa học
được thông qua với sự hỗ trợ của lưỡng đảng vào năm 2022. Khoản tài trợ này sẽ giúp hỗ trợ việc xây dựng, mở rộng hoặc hiện đại hóa các cơ sở Intel ở Arizona, Ohio, New Mexico và Oregon. Tòa Bạch Ốc ước tính gần 30.000 việc làm sẽ được tạo ra trên khắp 4 tiểu bang kể trên. Tổng thống Biden nói về nỗ lực đưa ngành sản xuất trở lại Mỹ và đồng thời chỉ trích cựu Tổng thống Trump. Tổng thống Biden đã phát biểu, dưới sự giám sát của ông ấy, các công ty đã gửi việc làm của người Mỹ ra nước ngoài để có được nguồn lao động và sản phẩm nhập cảng rẻ hơn. Nhưng chúng tôi đang tạo việc làm ở Mỹ và xuất cảng các sản phẩm của Mỹ. Một quan chức hành chính cao cấp cho biết cơ sở đầu tiên ở Arizona sẽ sẵn sàng hoạt động vào cuối năm nay. Medicare chi trả tiền thuốc Wegovy cho một số người cao niên và bị bệnh tim. Medicare có thể sớm bắt đầu chi trả cho loại thuốc giảm cân theo toa Wegovy. Đó là vì Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, tức FDA, đã phê duyệt đơn của nhà sản xuất thuốc Novo Nordisk để bổ sung lợi ích về tim mạch vào nhãn thuốc. Sự chấp thuận Medicare sẽ chỉ dành cho một số người cao niên và những người thụ hưởng Medicare có tiền sử bệnh tim khác. Các trung tâm dịch vụ Medicare và Medicaid cho biết họ đã thông báo cho các công ty bảo hiểm cung cấp những chương trình thuốc phần D của Medicare rằng họ có thể chi trả cho Wegovy. Theo luật thì Medicare không được phép chi trả cho thuốc kiểm soát cân nặng mãn tính. Tuy nhiên, sự thay đổi này có thể thực hiện được nếu như loại thuốc tương tự cũng nhận được sự chấp thuận của FDA để giảm nguy cơ bị đau tim, đột quỵ và các biến cố tim mạch bất lợi nghiêm trọng khác. Wegovy là một trong 4 loại thuốc hết sức phổ biến và rất đắt tiền, được gọi là GLP-1 Receptor Agonists. 2 trong số đó là thuốc Ozempic của dược phẩm Novo Nordisk và Mounjaro của Eli Lilly, được chấp thuận để điều trị cho những người mắc bệnh tiểu đường. Khảo sát chỉ số CPI, thưa quý vị, sẽ bao gồm các hoạt động trong gia đình. Một cuộc khảo sát cung cấp thông tin quan trọng cho thước đo theo dõi lạm phát của Hoa Kỳ sẽ phản ánh những hoạt động của các gia đình. Theo một bản báo cáo do Cục Thống kê Lao động công bố, phụ nữ cung cấp gần 80% dịch vụ làm việc trong nhà. Những dịch vụ này rất quan trọng để duy trì mức chi tiêu và lối sống nhằm đáp ứng các nhu cầu như chăm sóc trẻ em, nấu ăn, dọn dẹp và tự sửa chữa nhà cửa. Những khám phá mới sau đó sẽ được tích hợp vào số liệu tiêu dùng tạo nên chỉ số giá tiêu dùng, tức là Consumer Price Index, viết tắt là CPI. CPI đo lường sự thay đổi hàng tháng về giá cả mà người tiêu dùng phải trả để hiểu rõ hơn cách mà các gia đình tiêu tiền của họ. Các tác giả của bản báo cáo cho biết họ hy vọng những nỗ lực của họ sẽ hỗ trợ cho việc đưa ra những chính sách nhằm giảm bất bình đẳng giới tính và bất bình đẳng kinh tế. Xây thêm nhiều trạm sạc điện có thể điện khí hóa được thị trường xe hơi Hoa Kỳ hay không? Chính quyền Biden hôm thứ Tư đã hoàn tất một phần quan trọng trong chương trình nghị sự về khí hậu đầy tham vọng của mình. Đó là các quy định mới về ống xả dành cho xe hơi chở khách và xe vận tải sẽ thúc đẩy thị trường xe hơi Hoa Kỳ hướng tới xe điện và xe hybrid, tức là sử dụng xăng lẫn điện, trong thập niên tới. Nhưng việc đưa các nhà sản xuất xe hơi và các tài xế Mỹ vào chiến dịch này vẫn là một thách thức. Tuy doanh số bán xe điện tăng vọt năm 2023, chúng vẫn không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường. Theo báo cáo của người tiêu dùng, thì mối quan tâm hàng đầu của người mua xe điện là khả năng tiếp cận các bộ sạc điện công cộng. Công ty Shell cho biết họ sẽ bán vào khoảng 500 trạm xăng, bao gồm cả các công ty liên doanh, vào năm 2024 và 500 trạm xăng khác vào năm 2025. Hành động này diễn ra khi công ty đang cố gắng phát triển hoạt động kinh doanh trạm sạc điện. Tuy nhiên, con số này chỉ chiếm vào khoảng 2% số trạm xăng của hãng Shell. Vì vậy, các trạm xăng sẽ không biến mất, nhưng đó là dấu hiệu cho thấy các công ty dầu mỏ coi xe điện là một thị trường đang phát triển. Tại Hoa Kỳ, doanh số bán xe điện đã đạt kỷ lục vào năm ngoái, lần đầu tiên đạt mức 1 triệu chiếc xe. Nhưng khoảng cách giữa kỳ vọng về doanh số bán hàng và thực tế hiện đang xuất hiện. Các chuyên gia trong ngành cho biết giá cả các khoản tín dụng thuế khó hiểu và việc thiếu các trạm sạc công cộng đang cản trở người tiêu dùng thực hiện bước nhảy vọt sang mua xe điện. Theo dữ liệu mới từ báo cáo của người tiêu dùng, chỉ có khoảng 1% trong số khoảng 270.000 địa điểm bán lẻ xem xét việc cung cấp tính năng sạc điện. Vấn đề nan giải là cần nhiều người lái xe điện hơn để các công ty bán lẻ đầu tư vào việc đặt thêm trạm sạc điện. Còn người lái xe thì lại muốn nhìn thấy có nhiều trạm sạc điện hơn, họ mới chịu mua xe điện. Chỉ khi nào hai bên tìm được sự quân bình, thì có lẽ thị trường xe điện mới sẽ tăng trưởng thêm. Ngành xây dựng nhà mới tăng vọt trong bối cảnh nhu cầu cao. Nếu đang tìm mua một ngôi nhà mới thì việc tìm kiếm của quý vị có thể trở nên dễ dàng hơn một chút và có thể ít tốn kém hơn một chút. Đó là vì việc xây dựng nhà mới đã tăng mạnh trong tháng trước sau nhiều tháng nhu cầu cao và lượng nhà giao bán thấp. Theo dữ liệu do Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ công bố, tốc độ xây dựng nhà mới đã tăng gần 11% trong tháng 2. Các nhà thầu xây cất đang đẩy mạnh việc xây dựng nhà mới vì họ tin rằng nhu cầu về nhà mới sẽ vẫn cao.
Khi có nhiều nhà giao bán hơn trên thị trường thì việc mua nhà có thể trở nên dễ dàng hơn và vừa với ngân sách gia đình của người mua hơn. Tuy vậy, lãi suất vay nợ mua nhà vẫn là một rào cản. Dù đang có xu hướng giảm, lãi suất vẫn ở mức cao khi thị trường tiếp tục trải qua lạm phát. Theo Hiệp hội Ngân hàng cho vay nợ nhà, đơn vay nợ để mua một ngôi nhà mới xây đã tăng lên 15.7% trong tháng 2 so với một năm trước và đã tăng 1% so với tháng giềng. Món nợ nhà trung bình đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3 năm ngoái ở mức gần 406.000 Mỹ Kim, nhưng vẫn thấp hơn mức cao kỷ lục trên 436.000 hồi tháng 4 của năm 2022. Nỗ lực thúc đẩy luật liên bang tuần làm việc 4 ngày. Thời gian làm việc tiêu chuẩn của Hoa Kỳ đang được đề nghị thay đổi, với một tuần lễ làm việc khoảng 40 giờ xuống còn 32 giờ. Một dự luật gần đây đã được đề nghị tại Thượng viện nhằm biến điều đó thành hiện thực. Vương quốc Anh đã thử nghiệm ý tưởng này và nhận thấy nó thành công. Tuy nhiên, một số nhà phê bình lo ngại quy chế làm việc 4 ngày một tuần có thể gây tổn hại cho các doanh nghiệp. Thượng nghị sĩ đại diện Vermont là ông Bernie Sanders muốn biến tuần làm việc 4 ngày thành hiện thực. Nhân viên chỉ còn làm việc 32 giờ một tuần mà không bị giảm lương. Ông Bernie Sanders thuộc đảng độc lập nói, thực tế đáng buồn là người Mỹ hiện nay làm việc nhiều giờ hơn người dân ở bất cứ quốc gia giàu có nào khác. Tại nhiều nước châu Âu, nhân viên có thời gian làm việc ngắn hơn. Nước Pháp có tuần làm việc 35 giờ theo quy định của liên bang. Đan Mạch có tuần làm việc 37 giờ. Bỉ Quốc đã thông qua luật một tuần làm việc 4 ngày. Và nước Anh gần đây đã thử nghiệm ý tưởng này. 61 công ty đã thử làm việc tuần 4 ngày từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2022. Giám đốc chiến dịch 4 ngày một tuần là Joe Ryle đã nói về kết quả vào mùa thu năm ngoái rằng nó đã thành công rực rỡ. Gần 90% doanh nghiệp tham gia thí điểm vẫn duy trì quy chế tuần làm việc 4 ngày sau một năm. 31 công ty trong số đó đã thực hiện thay đổi này vĩnh viễn. Giám đốc chiến dịch 4 ngày một tuần là Joe Ryle nhấn mạnh, khi người lao động có 4 ngày làm việc một tuần, 32 giờ, không bị mất lương thì họ quay trở lại nơi làm việc và nỗ lực làm việc hiệu quả hơn, rồi nghĩ tới lại được nghỉ ngơi tốt hơn, cho nên họ có khuynh hướng sáng tạo hơn. Chương trình thí điểm cũng nhận thấy doanh thu vẫn giữ nguyên trong suốt quá trình thử nghiệm và trong một số trường hợp thậm chí còn tăng nhẹ. Tuy nhiên, các nhà phê bình lo ngại rằng nó có thể gây tổn hại cho các công ty và nhân viên trong tương lai. Thượng nghị sĩ Bill Cassidy thuộc Đảng Cộng hòa đại diện Louisiana đã nói họ sẽ chuyển những công việc đó ra nước ngoài hoặc là họ sẽ tự động hóa để thay thế những công nhân mà họ phải trả chi phí cao hơn hoặc là sẽ phải tăng giá thành đáng kể của tất cả sản phẩm để duy trì hoạt động. Một số công đoàn ủng hộ dự luật nhưng nó khó có thể được thông qua tại Thượng viện. Tuần làm việc 40 giờ tại Mỹ được thiết lập vào năm 1940 và đó là một lý do khác khiến cho các thượng nghị sĩ cho rằng đã đến lúc phải thay đổi vì xã hội Mỹ đã đổi thay nhiều và khác xa lúc trước. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin kinh tế liên quan đến giới tiêu thụ tại Mỹ. Bàn về ngân sách gia đình, Thanh Thảo nhận được câu hỏi của một số khán giả liên quan đến tác động của luật mới về mua bán nhà đối với các nhà môi giới địa ốc lẫn người tiêu dùng. Và sau đây là phần trả lời đại cương. Những thay đổi cho việc mua nhà do luật mới về tiền hoa hồng. Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia, tức là NAR, đã đồng ý với những thay đổi lớn về hoa hồng dành cho người môi giới. Tập đoàn thương mại này đang thực hiện những thay đổi như là một phần của thỏa thuận giải quyết các vụ kiện và chi trả 418 triệu Mỹ Kim. Luật sư chính của Winder nói với trang web tài chính Kiplinger rằng chủ nhà sẽ không còn phải trả tiền hoa hồng cho người môi giới đại diện người mua nữa. Điều đó có nghĩa là mức chia hoa hồng tiêu chuẩn 6% giữa các nhà môi giới đại diện người mua và đại diện người bán sẽ không còn là tiêu chuẩn. Hoa hồng cho các nhà môi giới được dự kiến sẽ giảm và trong một số trường hợp sẽ giảm đáng kể. Dựa theo những thay đổi, khoản lệ phí mua bán nhà giờ đây sẽ có tính cạnh tranh và có thể thương lượng. Người bán nhà chỉ cần phải trả lệ phí cho người đại diện mình và người môi giới đại diện người mua sẽ được nhận được tiền hoa hồng từ người mua. Tất cả những điều này khiến cho nhiều người dự đoán tổng số chi phí mua nhà sẽ giảm trung bình hàng ngàn Mỹ Kim. Hiện tại với một ngôi nhà có giá trung bình là 387.000 Mỹ Kim, người bán đang phải trả hơn 23.000 Mỹ Kim chi phí cho người môi giới. Theo phân tích từ TD Cowen Insights, và những chi phí đó sẽ được chuyển sang cho người mua, đẩy giá nhà lên cao. Tuy nhiên, tất cả những chi phí đó được dự kiến là sẽ thay đổi trong những năm tới nhờ vào thỏa thuận dàn xếp của NAR. Để biết thêm về tác động của thỏa thuận dàn xếp, quý vị có thể xem toàn bộ câu chuyện tại kiplinger.com. Thưa quý vị, quân bình ngân sách gia đình không những giúp chúng ta mang lại hạnh phúc cho người thân mà còn đem sự bình an cho tâm hồn. Nếu quý vị có ý kiến đóng góp hoặc là muốn gửi câu hỏi về chương trình này, xin liên lạc với Thanh Thảo tại tonythanhthao@vietfacetv.com hoặc info@vietfacetv.com. Cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình Thanh Thảo Show tuần này và hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.